Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay bên em lại giới thiệu một mẫu xe mới về, hiệu Gian OCR 3005. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết cho xe. Vâng, xe có lốp sơn màu chủ đạo trắng xanh, điểm xanh là đường chỉ điểm nhấn cho xe rất là khỏe. Màu trắng tạo trưng cho sự tinh tế. Đây là lớp sơn của xe đây bác này. Xe có đường bên trên kẻ màu ghi nhá, nhũ ghi. Điểm chỉ ở bên trên là màu nhũ ghi. Và viền bên giữa trục chân là màu xanh này, chỉ xanh. OCR 3005 series. Lớp sơn cũng khá là bóng và sáng. Tuy có một vài vết xước nhỏ đây, các bác thấy rõ này. Đây là vết xước của xe này, không ảnh hưởng đến xe cả. Tổng thể xe vẫn còn đẹp. Em qua chi tiết cho bác khung xe nhé. Khung xe làm từ nhôm alux. Hãng alux này là chuyên sản xuất nhôm nhẹ của dòng Gian rồi bác nhé. Các bác không còn gì xa lạ rồi. Đây là những cái vết ố bẩn nhé, em chưa lau qua đâu. Các bác có thời gian thì về nhà lau giúp em. Đây, em lau đi cái hết rồi. Đấy. Đây là vết chấm xước của trên tem xe nhóc nhé. Đây là những vết xước ở trên tem này. Bên dưới thì trang bị một lớp đi lông chống độc và xích xe để rửa xước. Nó hơi ố một chút nhá. Bình để nguyên cũng được, mà bóc ra cũng được. Nhưng mà theo em thì bác nên để nguyên để đi xe nó đỡ bị xước. Xích này sẽ vào đây. Bác rõ nhìn rõ cái màu xanh trắng này là rất là đi là nổi bật nhá, trang nhã, rất sáng, tông màu rất là sáng xe. Cổ này của Gian luôn, cổ in của Gian luôn được bác này, tay lắm của Gian này. Về cái bộ bên trên tay cầm thì xe là rất là mới. Xe được trang bị với cấu hình micro chip 8 lít. Cấu hình micro chip này của dòng Gian là rất là bền cho bác nhé. Điều chỉnh trơn ru trên mọi địa hình, có thể vừa đi tô đinh dạo phố và đường đua cũng được. Tay lắm nhỏ gọn, cầm trên khung này rất là tiện lợi. Và em còn bên dưới là đây là càng nhôm lắm nhá, càng nhôm. Đây là có một vài lốp chân chim nhá, vết lướt chân chim của tem xe. Cái tem này thì những vết này thì không thể tránh nổi rồi, vì đi một thời gian xe là cũng sẽ bị mà. Đây là thông số mã vạch của xe chính hãng các bác này, vẫn còn nguyên trên xe. Đấy.
vành vành nhôm này, hai lớp vẫn còn sáng bóng. Genro Leader Bottega lốp cỡ 700 × 28 cm các bác nhé. Michelin lốp chọc, các biết biết hãng Michelin này là khá là nổi tiếng về lốp này. Đi rất là bền, bon xe, lốp vẫn còn mới, vẫn còn gai, các nhìn rõ này, gai lốp vẫn còn, xe đi vẫn nguyên bản trong xe. Mayer của xe là Bottega nhé, hiệu Bottega thì đã nổi tiếng về sản xuất Mayer rồi, nhẹ và bon. Bottega là vành đi chuyên là theo hãng Gian này, cả vành xe cũng vậy nhé các bác nhé. Mayer sau cũng là của Bottega này. Xe đằng trước là sử dụng phanh ba mảnh nhé. Đùi đĩa nhôm mức nhé. Đùi đĩa nhôm này, bánh răng là màu trắng này, có này giảm trọng lượng của xe. Bedan Wigo. Xe được trang bị với củ đề macro ship, là đi theo bộ group của xe luôn. Chỗ củ đề này là có cái chống va đập vào củ đề nhé. Đây đây, có cái khoằm khoằm để đưa ra này. Xe được trang bị với 8 từng lít, hai đĩa cho xe bộ chuyển động 16 tốc độ, gạt điễng của macro ship luôn rồi bác này. Cái bộ chuyển động macro ship này thì riêng như bác biết thì chuyên những cái dòng Gian rồi, đi rất là bền mà bon, dễ sử dụng, chuyên cho những cái dòng xe đua thông thường của dòng Gian. Đũa là căm lá hẹ này, căm nhỏ này, căm dẹp các nhé. Đây là căm dẹp. Vâng, bây giờ em xin quay qua hoạt động của xe nhé, xuống clip để bác này. Đây là bình ngựa, dễ dàng, trơn tru, lên líp này. Rồi, đây là bên đĩa bác nhé, đang trên đĩa cao, đĩa xuống, đĩa này thấp, đĩa thấp này, cái nhỏ đĩa này, rất dễ dàng sử dụng cho bác nào mới đi. Lên đĩa này. Xe bánh giá rất là trơn tru và êm bon. Cốt điện của Gian này, xe này về thì nó có luôn cái bọc êm của xe theo xe luôn. Đây là em tháo các bác nhìn thấy bên trong xe hơi bị chảy ở đây, còn mà chắc chủ cũ bọc êm vào. Cái yên này dùng bọc vào ngồi rất là êm, mình chống đi mưa luôn rồi, mưa gió không sợ, sợ rất. Màu sắc rất là đẹp, đấy, bác nhìn tổng chiếc xe này. Xe có size S này, khung size S này thì hợp với các bác cao từ 1m6 đến 1m7 nhé.
vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe hiệu Gian Đua OCR 3005. Chiếc xe tổng thể chi tiết rất là đẹp so với cấu hình của xe, mà giá bên em chỉ có 6.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ với em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, đăng ký kênh và theo dõi kênh. Em bên em xe cập nhật về thường xuyên. Vâng. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, các bác vào chơi ngày mai.